Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi về câu kỳ tử. Mặc dù đã có 5 buổi livestream trước đây, hôm nay tôi xin chia sẻ thêm về loại quả này. Đây là câu kỳ tử. Thì ở Trung Quốc có sự tích câu kỳ tử được ghi trong Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển như thế này: ông Chu Nhụ Tử ở thời nhà Chu trông thấy bên chỗ khe suối có hai bụi rậm hoa xanh tươi trông rất đẹp, bỗng thấy một con chó lớn đuổi một con chó nhỏ phóng vào bụi hoa gần ngay gốc cây mà sau này gọi là cây kỳ tử đấy. Họ trông thấy vậy nhưng không biết nó biến đi đâu, liền cùng nhau đào ở gốc cây thì thấy ở gốc có hai cây rễ lớn nhỏ như hai con chó nằm gọn ở đó. Họ bèn liền đem số rễ này về nấu ăn, tự nhiên thấy khỏe, khoan khoái trong người. Và ông ấy đã nói là đó là cây kỳ tử của tiên, trồng có hơn cả ngàn năm nên mới hóa thành hình con chó như vậy. Cây kỳ tử ngoài cái hạt mà chúng ta vừa trông thấy đấy, tôi giới thiệu đấy, ngoài cái hạt này ra thì nó còn cho lá và ngọn, gọi là cư kỷ hành diệp, có vị đắng, tính lạnh, không độc, thường nấu với thịt dê ăn bổ, có tác dụng trừ phong, sáng mắt, có thể thay trà để uống, công dụng chỉ khát, hết bứt rứt, nóng nảy, bổ sinh dục. Đấy, theo Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển, cây còn cho mầm gọi là câu kỷ miêu, có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng trừ phiền, ích trí, khu phong minh mục, tiêu diệt độc, nhiệt độc lại tán sang thủy. Câu kỷ hột của nó gọi là câu kỷ tử đấy, rễ thì gọi là địa cốt bì. Dễ có vị đắng hơn, tính hàn hơn, còn hột thì ngọt nhiều, đắng ít. Công dụng của hai thứ này có khác nhau. Câu kỳ tử là thuốc tư bổ thận âm, còn địa cốt bì là thuốc trị chứng nóng âm ỉ trong xương. Đó là theo Đông Dược Học Thiết Yếu đấy. Câu kỳ tử có nhiều ở Trung Quốc, nhất là các tỉnh biên giới Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam. Nhưng ở Trung Quốc ý, loại câu kỳ ở Cẩm Châu thuộc tỉnh Liêu Ninh có màu đỏ, thịt dẻo, ít hột là thứ tốt nhất theo Trung Dược Đại Từ Điển ấy. Dùng hạt câu kỳ tử loại ở Cẩm Châu ấy, nấu chín, giã nát, trộn với men gạo hoặc là lấy hạt câu kỷ cùng với sinh địa chế thành rượu uống, gọi là rượu câu kỷ, hay tiếng Trung gọi là câu kỷ tửu đấy. Dùng hạt câu kỷ trộn gạo nấu cháo có tác dụng bổ tinh huyết, ích thận khí, thiếu huyết thận suy, dùng rất tốt
và Trung Quốc gọi là câu kỷ tử trúc, đó là theo dịch từ cuốn sách về Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển đấy. Thế nên nước ta còn phải nhập nhiều mặc dù có trồng ở Sapa. Thành phần chủ yếu có chất betaine C5H11O2N và nhiều loại axit amin polysaccharide, vitamin B1, B2, vitamin C, axit nicotinic, canxi, phosphor, sắt, caroten, amon sulfat, lysin, choline, chất béo và chất protein, axit cyanhydric và còn có thể có cả atropin. Đó là theo tài liệu trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Kỳ tử có tác dụng tư bổ can thận, sinh tinh huyết, minh mục, nhuận phế. Sau đây tôi xin dịch một tài liệu nói về công dụng của câu kỳ tử và lý do tại sao nên dùng kỳ tử mỗi ngày, mà gọi là 34 lý do đấy. Ngay đầu đề cuốn cái buổi livestream này tôi có ghi là 34 lý do. Thì đây là tài liệu có tên là Goji. Goji là câu kỳ tử đấy. The Himalayan Health Secret là bí mật về sức khỏe Himalaya, do Dr. Eyal Mindell và Dr. Rick Handel viết. Tổng kết tất cả những kết quả trị liệu trên lâm sàng trong 40 năm qua của bác sĩ dinh dưỡng Eyal Mindell, được viết trên tờ The Doctor's Report, thì có 34 lý do cần phải uống nước câu kỳ tử mỗi ngày. Lý do thứ nhất, kéo dài tuổi thọ. 10 tỷ tỷ tế bào của chúng ta, trên cơ thể chúng ta đấy, thường xuyên bị các gốc tự do hủy diệt nhanh hơn sự sản sinh tế bào mới thay thế, làm cho tuổi thọ chúng ta giảm. Nhưng câu kỳ tử được biết dưới cái tên là trái trường sinh, duy nhất chứa nhiều chất polysaccharide và antioxidant rất mạnh, chống lão hóa, tiêu diệt các gốc tự do làm hại cơ thể. Lý do thứ hai, nó tăng cường năng lực của chúng ta. Câu kỳ tử làm tăng sức chịu đựng, dẻo dai, bền bỉ cho cơ thể, giúp loại bỏ mệt mỏi, đặc biệt có khả năng phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh. Lý do thứ ba, nhìn thấy và cảm thấy trẻ hơn. Câu kỳ tử kích thích sự phóng thích hormone của tuyến yên HGH, tắt đấy, làm giảm chất béo của cơ thể, ngủ ngon, cải thiện trí nhớ, làm cơ thể ấm, phục hồi khả năng sinh lý và nhìn bề ngoài thấy trẻ hơn. Lý do thứ tư, nó làm hạ áp huyết. Năm 1998, một nghiên cứu tìm ra chất polysaccharide trong câu kỳ tử có thể ngăn ngừa và kiểm soát được bệnh cao huyết. Lý do thứ năm, nó ngăn ngừa ung thư. Câu kỳ tử có chứa những antioxidant mạnh và chất polysaccharide có thể chặn dừng lại những thay đổi đột biến của tế bào dẫn đến ung thư. Một số nhà khoa học tin rằng câu kỳ tử có thể là một loại dinh dưỡng bổ sung tốt để ngăn ngừa ung thư gan, bởi vì
nó tác động mạnh trong việc bảo vệ gan. Và có hiệu quả chống ung thư cùng một lúc. Điều này quan trọng vì gan là cơ quan loại độc tố cho cơ thể của chúng ta. Lý do thứ sáu, nó duy trì mức cholesterol tốt cho sức khỏe. Cơ kỳ tử chứa chất beta cytosterol làm hạ cholesterol trong máu. Chất antioxidants của nó giữ cho cholesterol khỏi bị oxit hóa, đóng cục trong động mạch. Chất flavonoid trong cơ kỳ làm giãn nở động mạch và làm mềm ống mạch. Lý do thứ bảy, nó cân bằng lượng đường trong máu. Cơ kỳ tử đã được sử dụng từ lâu ở Trung Quốc dùng để trị bệnh tiểu đường vì chất polysaccharide giúp quân bình lượng đường trong máu và insulin tương xứng. Chất betaine trong cơ kỳ tử cũng ngừa được bệnh gan nhiễm mỡ và những mao mạch bị tổn hại do bệnh tiểu đường gây ra. Lý do thứ 8, nó tăng sinh lý và khả năng tình dục. Cơ kỳ tử làm tăng testosterone trong máu nên làm tăng khả năng tình dục của cả nam và nữ. Lý do thứ 9 là giảm cân. Chất polysaccharide trong cơ kỳ tử đã làm giảm trọng lượng cơ thể bởi nó làm tăng sự chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng thay vì chuyển hóa thành chất béo. Lý do thứ 10, nó giảm đau đầu và chóng mặt. Theo đông y cổ truyền, nguyên nhân chóng mặt nhức đầu là do chức năng của thận âm, thận dương không đủ, nguyên khí thiếu. Thì cơ kỳ tử chính là một trong những dược thảo đông y có khả năng phục hồi lại sự điều chỉnh chức năng âm dương của thận. Lý do thứ 11, nó chữa bệnh mất ngủ, giúp ngủ ngon hơn. Cơ kỳ tử đã được dùng từ lâu ở châu Á chữa bệnh mất ngủ. Đã có rất nhiều nhóm nghiên cứu và thử nghiệm cho những người lớn tuổi. Hầu hết những bệnh nhân này công nhận cơ kỳ tử giúp họ có được giấc ngủ sâu. Lý do thứ 12, cải thiện thị lực. Từ thời Trung Quốc cổ đại đã được dùng cơ kỳ tử chữa thị lực suy giảm. Ngày nay các khoa học gia Trung Quốc đã khám phá ra cơ kỳ có khả năng rút ngắn thời gian thích nghi của mắt với bóng tối. Nó cũng cải thiện thị lực trong ánh sáng mờ. Những dấu đốm làm mù mắt khi bị giảm khi dùng cơ kỳ tử. Cơ kỳ tử chứa nhiều antioxidant, carotenoid cũng có thể bảo vệ chống lại sự thoái hóa gây ra cườm mắt. Lý do thứ 13 là mạnh tim. Cơ kỳ tử chứa sipirone, một sesquiterpen có lợi cho tim và áp lực tuần hoàn huyết. Chất anthocyanin giúp duy trì sự bền dẻo động mạch, làm cho không bị nghẽn mạch. Lý do thứ 14, nó ngăn chặn sự peroxid hóa chất béo. Cholesterol và những chất béo khác trong máu có thể làm chết người khi chúng tạo phản ứng hình thành peroxid hóa chất béo trong máu, có thể dẫn tới bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch
và tai biến mạch máu não. Câu kỳ tử làm tăng một enzyme quan trọng trong máu để ngăn ngừa sự hình thành peroxid hóa lipid nguy hiểm này. Lý do thứ 15, chống lại mọi bệnh tật. Sự peroxid hóa quá nhiều các gốc tự do đã tham dự và đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển mầm bệnh. Chất này trung hòa mất enzyme trong máu, trong khi cơ thể sản xuất ra enzyme superoxide dismutase, cái tên là SOD đấy, ít đi khi chúng ta già. Bất cứ tuổi nào, sự căng thẳng trong đời sống hàng ngày cũng có thể khống chế mất khả năng sản xuất SOD để phòng chống bệnh tật. Nhưng câu kỳ tử đã cho thấy rõ kết quả được ghi nhận làm tăng 40% chất enzyme SOD trong cơ thể chúng ta. Lý do thứ 16, cải thiện hệ thống miễn nhiễm. Hơn 40 nghiên cứu câu kỳ tử, kết quả cho thấy nó có khả năng chỉ huy, kiểm soát và điều chỉnh được chức năng của hệ miễn nhiễm mạnh hơn. Chất polysaccharide làm tăng và quân bình những hoạt động của các tế bào miễn dịch, bao gồm cả tế bào T, chống được các tế bào gây bệnh, cytotoxic T cells, NK cell, lysozyme, khối u độc hại, kháng thể IgA, IgG và interleukin 2. Lý do thứ 17, nó khống chế được ung thư. Bệnh nhân uống thuốc trị ung thư chung với câu kỳ tử cho thấy khả năng hiệu quả chữa bệnh tăng 250% so với những người chỉ dùng riêng thuốc trị ung thư. Những người bị bệnh ung thư nặng đấy, ngạc nhiên khi những tế bào độc giảm như tế bào biểu mô tuyến thượng thận, ung thư phổi, ung thư mũi, tràn dịch màng phổi. Thời kỳ thuyên giảm bệnh ung thư, có dùng câu kỳ tử thì đời sống sẽ kéo dài hơn là những bệnh nhân không dùng câu kỳ tử. Lý do thứ 18, nó bảo vệ DNA rất quý cho cơ thể chúng ta. Những chất hóa học, chất ô nhiễm, những gốc tự do có thể gây hại cho DNA, bị phá hỏng dẫn đến sự thay đổi đột biến tính di truyền, tạo nên ung thư, thậm chí gây tử vong. Chất beten và polysaccharide trong câu kỳ tử có khả năng duy trì và sửa chữa DNA bị hư hỏng. Lý do thứ 19, ức chế sự phát triển khối u. Chất interleukin 2, viết tắt là IL-2 đấy, trong câu kỳ tử là một chất chính phân hủy tế bào protein, có khả năng chống u bướu trong nhiều bệnh ung thư khác nhau. Trung Quốc nghiên cứu câu kỳ để sản xuất chất IL-2, còn Hoa Kỳ nghiên cứu dùng IL-2 tăng cường hệ miễn nhiễm, phòng chống ung thư và SIDA từ năm 1983. Câu kỳ cũng có khả năng tạo ra một tiến trình phá vỡ tế bào ung thư và đào thải ra ngoài. Lý do thứ 20, nó làm giảm hậu quả độc hại do hóa trị và xạ trị. Câu kỳ tử có thể ngăn chặn những hậu quả tai hại của xạ trị trong bệnh ung thư phổi, giúp cho giảm liều xạ trị mà vẫn có kết quả. Một nghiên cứu khác, nó cũng ngăn chặn chống độc hại của những phản ứng phụ khi dùng hóa trị hay xạ trị. Lý do thứ 21, nó là chất sinh sản ra máu. Câu kỳ tử là một chất sinh sản và tái tạo ra máu, làm cho máu của những người già trẻ lại.
Một vài thử nghiệm lâm sàng mới đây cho biết nó cũng chữa được bệnh thiếu tủy xương, là nguyên nhân giảm không sản sinh được hồng cầu, bạch cầu và huyết bản. Lý do thứ 22, chữa được bệnh ho khan mãn tính. Các thầy thuốc đông y thường dùng một vị cốc kỳ tử hoặc thêm những vị dược thảo khác để chữa bệnh ho mãn tính và thở khò khè có hiệu quả. Lý do thứ 23, chữa được bệnh sưng đau nhức viêm khớp. Những cuộc nghiên cứu khoa học đã mở rộng trên 20 năm qua về đề tài dùng cốc kỳ tử đấy, cho thấy bệnh sưng đau cấp tính và mãn tính do sự peroxid hóa của cơ gốc tự tăng nhiều vượt quá khả năng enzyme SOD của cơ thể. Sự mất cân bằng ấy gây sưng đau và phá hủy khớp nối với các mô xung quanh. Cốc kỳ tử có thể là giúp chúng ta duy trì lại được sự quân bình enzyme SOD để phòng chống sưng đau viêm khớp. Lý do thứ 24 là cải thiện tế bào bạch huyết. Tế bào bạch huyết là một nhóm bạch cầu quan trọng nhất trong hệ thống miễn nhiễm của cơ thể chúng ta. Cốc kỳ tử làm tăng và làm hoạt hóa tế bào bạch cầu để chống bệnh. Lý do thứ 25, chữa được triệu chứng tiền mãn kinh. Khi lớn tuổi, cần phải bổ thận âm để duy trì cân bằng kích thích tố hormone. Y học cổ truyền Trung Quốc đã phải chọn đến cốc kỳ tử. Lý do thứ 26, nó ngăn ngừa chứng mệt mỏi về buổi sáng. Cốc kỳ tử dưới hình thức pha như trà nóng đấy, uống vào mỗi buổi sáng, ngừa được chứng bệnh ưa mệt mỏi như bị bệnh về buổi sáng. Uống như trà có hiệu quả nhanh nhất. Lý do thứ 27 là cải thiện sinh lực. Cốc kỳ tử được các thầy thuốc đông y dùng từ lâu để chữa bệnh cho người già, ngăn ngừa stress, bảo tồn sinh lực. Đối với người nữ thì dưỡng khí nguyên âm, với người nam thì tồn tinh. Lý do thứ 28 là nó tăng cường bắp thịt và xương. Cốc kỳ tử dễ dàng tiết ra và phóng thích chất HGH, có nhiệm vụ bảo vệ, sửa chữa chức năng phát triển cơ thể, bao gồm bắp thịt và những chất liên kết của canxi tạo ra xương và răng. Lý do thứ 29, nó làm mạnh chức năng thận. Nhiệm vụ chính của thận là cung cấp nguyên khí tạo ra sự sống căn bản cho cơ thể. Cốc kỳ tử là loại thuốc đại bổ xứng đáng cho thận, có ảnh hưởng đến cả thận âm và thận dương. Lý do thứ 30, nó cải thiện trí nhớ. Cốc kỳ tử cũng là loại thuốc bổ não đầu tiên được dùng ở châu Á. Nó chứa betaine vào cơ thể chuyển đổi thành ra choline, một chất làm tăng cường và có khả năng phục hồi trí nhớ. Lý do thứ 31, nó là thuốc bổ gan. Cốc kỳ tử có chứa một chất độc đáo là cerebrosid để bảo vệ tế bào gan chống lại độc tố. Ngay cả loại độc tố mạnh
như clorinat, hydrocarbon thì nó cũng diệt được. Lý do thứ 32, nó làm dịu sự lo lắng và căng thẳng thần kinh. Cô kỳ tử giống như là một chất thích ứng giúp cơ thể đối phó được với sự căng thẳng thần kinh. Nó cung cấp năng lượng dự trữ để khắc phục được bất cứ những khó khăn nào. Lý do thứ 33, nó làm tỉnh thần trí. Ở Á Châu, người ta nói rằng dùng câu kỳ tử thường xuyên sẽ đem lại tinh thần vui vẻ, xứng với cái tên gọi là trái dâu hạnh phúc. Và lý do cuối cùng, lý do thứ 34, nó cải thiện tiêu hóa. Câu kỳ tử còn dùng để chữa bệnh theo bệnh teo bao tử, chức năng chuyển hóa yếu bởi giảm tính hoạt hóa tế bào của bao tử. Nhờ câu kỳ tử giúp cho sự tiêu hóa dễ dàng, đặc biệt nhất là dùng nước ép nguyên chất của nó với hàm lượng cao. Bây giờ thời gian đã quá lâu rồi thì đáng lẽ là tôi nên giới thiệu thêm những cái bài thuốc cụ thể theo kinh nghiệm của Trung Quốc, trong cái cổ phương của Trung Quốc đấy, để chữa các cái bệnh, các công thức chữa những bệnh mà có trong đó có dùng câu kỳ tử. Cụ thể là 17 loại bệnh. Nhưng vì thời gian đã quá là nói đã quá dài rồi thì tôi sẽ giới thiệu sau về 17 cái công thức dùng câu kỳ tử để chữa 17 bệnh đấy của Trung Quốc, và những lý do mà nên kiêng kỵ khi dùng câu kỳ tử thì tôi sẽ giới thiệu trong cái buổi livestream sau. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.